Xin chào các bạn. Khi các bạn không chọn được một mẫu sofa nào phù hợp cho gia đình nhà mình thì giải pháp ngay lúc này đó chính là đóng ghế sofa theo yêu cầu. Tuy nhiên trên thực tế, khi các bạn chọn đóng ghế sofa theo yêu cầu, trong quá trình vận chuyển và lắp đặt lại có một số trường hợp xảy ra. Ví dụ cụ thể như là nó không vừa với thang máy, hay đối với những nhà phố thì lại không cho vừa cầu thang để có thể bê lên phòng khách ở tầng 2 được. Đó chỉ là một trong số những ví dụ mà mình muốn nói ở đây. Vậy, ngoài việc chọn lựa màu sắc, kiểu dáng, kích thước sofa làm sao cho phù hợp với gia đình nhà mình, còn những yếu tố nào khác ảnh hưởng đến việc đóng ghế sofa theo yêu cầu hay không? Thì hãy theo dõi video này của Amia. Dưới đây, mình sẽ mách cho các bạn về một số lưu ý trước khi chọn dịch vụ đóng ghế sofa theo yêu cầu. Để giúp các bạn có thể dễ nhớ thì mình sẽ đi vào từng bước một. Lưu ý 1 đó chính là đo đạc vị trí kích thước của những yếu tố ảnh hưởng đến việc vận chuyển. Cụ thể đối với nhà chung cư thì bạn hãy đo đạc thang máy, cửa ra vào, hay đối với nhà phố thì cửa ra vào và cầu thang bộ. Cụ thể cách đo đạc như sau. Việc đo thang máy hay cầu thang bộ sẽ giúp ích trong việc bạn vận chuyển sofa thuận tiện hơn. Tránh trường hợp đối với những bộ sofa quá to và không được thiết kế tách rời thành nhiều cục sẽ dẫn đến việc bạn không thể di chuyển trong cầu thang máy hay thang bộ được. Đặc biệt là đối với cầu thang bộ, nếu mà cầu thang bộ được thiết kế uốn cong, tức không phải cầu thang thẳng, thì bạn còn phải lưu ý đến đo chiếu nghỉ của chúng trong trường hợp khi mà bạn quay sofa để có thể vận chuyển lên được. Ví dụ như một chiếc ghế sofa vang dài tầm 24 sẽ khá là khó trong việc bạn có thể kê sofa lên tầng 2. Vậy giải pháp lúc này của bạn đó chính là kê dọc ghế sofa. Tuy nhiên khi kê dọc ghế sofa thì lại ảnh hưởng đến chiều cao. Chính vì vậy bạn cũng phải đo cả chiều cao, tức khoảng cách từ mặt đất cho tới trên trần của cầu thang bộ. Nếu mà bạn đo được trước thì bạn hãy có thể liên hệ với Amia đặt tách rời chiếc băng đó thành một cục riêng. Và cửa ra vào cũng vậy, bạn cũng phải đo chiều rộng, chiều cao cửa ra vào để có thể dễ dàng vận chuyển sofa và lắp đặt trong không gian phòng khách của nhà mình. Và cũng có một lưu ý là bạn cũng nên đo đến vị trí cua, tức khoảng cách từ ngoài thang máy cho tới cửa nhà của bạn để làm sao có thể cua được bộ ghế sofa và vận chuyển vào trong không gian phòng khách của bạn. Lưu ý số 2 đó chính là đo đạc vị trí mà bạn sẽ kê sofa. Việc đo vị trí kê sofa sẽ giúp bạn lựa chọn được kích thước sofa phù hợp, đặc biệt là đối với những căn hộ có vị trí kê sofa phòng khách hơi đặc biệt một chút thì bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng, tránh trường hợp kê sofa rộng quá hay kê sofa nhỏ quá trông sẽ nọc thỏ, thiếu tính thẩm mỹ. Cụ thể như với chiều dài của một vị trí kê sofa chỉ tầm 1m9 thì bạn sẽ không thể chọn một chiếc ghế sofa vuông 2m hay 2m1 được. Như vậy một chút của sofa sẽ thừa ra và trông chúng sẽ không được đẹp. Thank you.
ý 3, nếu trong gia đình của nhà bạn có những thành viên hơi nhỏ xinh một chút, hay đối với những gia đình của bạn có những thành viên to cao, thì bạn nên lưu ý đến các thông số kỹ thuật của bộ ghế sofa. Ví dụ như là khoảng cách từ mặt sàn lên đến vị trí mình ngồi, hay là lòng sâu của ghế. Thông thường thì khoảng cách từ mặt sàn lên đến vị trí mình ngồi sẽ là từ 40 đến 42, lòng sâu của ghế sẽ là 55 đến 60. Tuy nhiên, nếu gia đình của bạn là những người có thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn một chút thì khi ngồi vào ghế sofa và muốn tựa lưng thì bạn sẽ phải ngồi trách về sau và tựa lưng. Đồng thời thì phần chân của bạn cũng chưa chạm đất, như vậy sẽ cảm giác được hơi khó chịu một chút, đồng thời tư thế đó cũng chưa được đẹp. Vì vậy mà bạn có thể cân nhắc đặt lòng sâu của ghế nhỏ đi một chút và khoảng cách từ mặt sàn lên vị trí mình ngồi thấp đi một xíu. Hay gia đình của bạn là những người có thân hình to cao, có phần xương hông khá là rộng. Chính vì vậy mà việc đứng lên ngồi xuống ở trên ghế sofa sẽ cảm thấy bị bí bức, chật trội và khó chịu. Ngay lúc này thì bạn có thể đặt làm khoảng cách từ mặt sàn lên vị trí mình ngồi cao lên một chút, cũng như là lòng sâu của ghế sẽ rộng hơn tùy vào thân hình của bạn. Đó là những lưu ý về mặt cơ bản khi mà bạn chọn dịch vụ đóng ghế sofa theo yêu cầu. Và một trong những yếu tố mà bạn không thể thiếu đó chính là lựa chọn đóng ghế sofa theo yêu cầu ở đâu. Nội thất Aimia là một trong những địa chỉ mà bạn nên lưu ý tới. Chúng tôi có xưởng sản xuất trực tiếp, đồng thời với thời gian đóng ghế sofa theo yêu cầu chỉ từ 3 đến 5 ngày mà thôi. Trên đây, mình đã chia sẻ về 3 lưu ý quan trọng khi chọn dịch vụ đóng ghế sofa theo yêu cầu. Tuy đây chỉ là một mẹo nhỏ, nhưng nó lại rất hữu hiệu cho bạn khi bạn chọn dịch vụ đó. Và nếu bạn thấy video này có ý nghĩa dành cho bạn và muốn nhận được nhiều thông tin bổ ích liên quan đến nội thất và những mẹo vặt trong cuộc sống thì hãy like và đăng ký kênh của Aimia để theo dõi được nhiều video bổ ích hơn. Và nếu như bạn có bất cứ thắc mắc gì thì có thể ghé qua hệ thống showroom của Aimia trên toàn quốc để được các chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ một cách tốt nhất. Hay cách khác thì bạn cũng có thể liên hệ với hotline theo số điện thoại quen thuộc ở phía bên tay trái của màn hình quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong một video tiếp theo.